Xin chào các bạn, ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập ra được một cái những bước cơ bản trên một bản vẽ Revit, ví dụ như con nền màu đen và chuyển đổi từ hệ in sang hệ mét. Trong video này thì mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo lập cho một bản vẽ như này cho một tòa nhà bất kỳ nào đó thì các bạn làm. Đầu tiên để tạo ra được một cái bản vẽ như này thì các bạn như một cái hệ như một cái project mới. Đấy, các bạn chọn theo cái hệ thống nào đó các bạn vẽ. Đây, mình chọn Architecture là dạng kiến trúc project. Ok. Đấy, đây là một cái phần nền đầu tiên của mình. Khi mà ví dụ các bạn chưa có một cái bản vẽ CAD thì các bạn có thể là tự vẽ theo ý tưởng của các bạn như thế nào đó. Còn ở đây mình đã có một cái bản vẽ CAD như thế này, và đây là cái bản vẽ mà của cái tòa nhà mình vừa show cho bạn ở mô hình 3D Revit. Đấy, thì bây giờ mình sẽ link cái bản CAD này vào và mình sẽ vẽ y hệt như cái bản vẽ CAD của mình đã có. Bạn hiểu không? Đầu tiên mình muốn link nó vào thì các bạn phải insert link CAD. Đấy, các bạn link cái bản vẽ dần tới này. Ở đây là cơ ba cái chế độ, một vài cái chế độ sau: Chronic View, View Only này. Đấy, thì cái current view only này tức là khi các bạn chọn, nếu như các bạn tích vào đây thì khi nó chỉ xuất hiện trên cái bản vẽ mà chưa đứng thôi, còn khi các bạn chuyển sang 3D thì cái bản vẽ CAD link CAD này, cái bản CAD được link vào ấy, thì nó sẽ bị mất đi, nó sẽ không làm cho các bạn bị rối mắt, không làm những cái phần sâu 3D của bạn xấu đi. Đấy, thì các bạn nên chọn là cái current view only này. Màu sắc thì các bạn chọn view server này để mặc định này. Millimet hoặc là gì đó, hoặc là auto, mình chọn Millimet. Ở đây thì có một vài cái chế độ position này, tức là vị trí các bạn đặt vào chỗ nào. Manual chọn bằng tay, đặt bằng tay đấy. Đấy, và một vài cái tính năng đây thì mình chọn auto orient to orient, tức là nguyên bản tới nguyên bản, nguyên gốc tới nguyên gốc. Ở trong CAD thì nó sẽ có cái điểm tọa độ là 0,0, còn trong thời Revit thì không có. Nhưng khi các bạn, tuy nhiên khi bạn chọn cái phần Orient to Orient này thì nó sẽ, cái điểm 0,0 trong CAD nó sẽ được trùng với điểm 0,0 trong Revit. Cái điều này nó sẽ hạn chế cho các bạn cái việc sai sót khi các bạn làm bị thay đổi cái vị trí của bản CAD trong Revit đi. Đấy. Open, ok. Đấy. Thì cái điểm 0,0 ở trong CAD đã trùng với điểm 0,0 trong Revit. Bây giờ để vẽ ra một cái bản vẽ như thế này thì đầu tiên, việc đầu tiên các bạn được phân tích bản vẽ xem có những vấn đề gì. Tới một bản vẽ CAD như thế này ạ, thì ban đầu nó sẽ có các cái lưới cột 1, 2, 3, 4 đến 14 này. Và lưới cột ngang là từ A, B, C tới N. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên các bạn phải tạo ra các lưới cột. Tiếp theo nữa là thay xem cái độ cao của các level là bao nhiêu, có những level nào. Level 1, 2, group và parapet. Đấy, thì cái level ở đây mình level 1 là trùng với mặt đất là 0,0, level 2 cao 3650, level 3 hay nói khác là group cao 7300, parapet cao 8500. Bây giờ mình sẽ ra Revit. Đây là bản CAD Revit của mình. Khi các bạn link vào ấy, link CAD vào thì để cho hạn chế cái việc cái bản vẽ này nó sẽ bị dịch chuyển đi, ví dụ như này, này. Đấy, cái bản CAD của mình đã bị dịch chuyển đi rồi. Đấy, để hạn chế cái việc dịch chuyển này thì các bạn kích vào bản vẽ CAD này, các bạn chọn zoom nó vào, zoom nó vào. Đấy, thì các bạn cứ kéo đi đâu cũng không bị được, nó sẽ hạn chế cho các bạn cái việc xây dịch bản vẽ đi. Bước đầu tiên mình sẽ tạo ra các cái grid này. Được chưa? Thì các bạn vào Architecture này. Grid, lệnh viết tắt của nó là GR. Ở đây grid, khi các bạn chọn grid thì nó có một vài cái công cụ để lựa như sau. Đầu tiên vẽ đoạn thẳng này, line, đoạn cong với 3 điểm, 1, 2, 3 điểm, đoạn cong với 2 điểm và 1 âm, và pick line. Thì đây là một công cụ rất hữu hiệu. Mình nghĩ là các bạn nên dùng cái pick line này. Pick line là khi nào? Pick line được dùng khi mà các bạn đã có những cái đường thẳng như thế này rồi, các cái grid đã tạo sẵn trong CAD rồi, thì các bạn chỉ cần chọn nó, tích vào nó thì tự động Revit nó sẽ tạo ra các cái đường grid
y hệt như thế này luôn, và các bạn sẽ không phải nhớ lại nữa, rất là nhanh. Mình sẽ làm ví dụ nhé. Click line này, một này, một đâu, các bạn nhìn thấy số một này đấy, nó sẽ tự động đánh số cho các bạn hết luôn, các bạn không, nó rất là nhanh. 2 3 4, các bạn làm như vậy đến hết. Đấy, 14. Tiếp theo nữa, các bạn nhớ là phải đi từ 1 tới hết và từ đầu A tới cuối cùng. À, tuy nhiên đây nó lại số 15 chứ không phải chữ A. À, các bạn thoát modify ra đây, sửa thành A lớn. Ok, architecture click click line. Đấy, nó sẽ tự động là B. Nếu rất là thông minh ở cái điểm đó, các bạn sẽ rất là nhanh. Rồi, ok. Vấn đề là ở đây nó mới chỉ hiện một đầu, mà trong cái bảng két này các bạn nhìn thấy này, nó có cả hai đầu đều là n, tức là hai đầu đều là một. Ở đây trong cái viết của mình thì mới có một đầu hiện một thôi. Vậy bây giờ các bạn chọn kích vào một cái viết nào cũng được. Edit time, bạn chọn click hai đầu, ok. Đấy, bây giờ tất cả nó đều có hai đầu, đều có này. Y hệt như trong bản kép luôn. Nó thậm chí nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, sau khi các bạn tạo ra các grid này rồi, thì các bạn ra phần điện thì các bạn bỏ qua đi, phần đơn các bạn bỏ qua đi. Sau khi các bạn tạo ra được một cái các grid này rồi thì các bạn làm chữ đứng. Đấy, các bạn xem các bạn tạo ra các level như nào. Level kia của mình là cao 3650. Bạn tạo ra các level nữa, nó sẽ tự động dòng cột cho các bạn. Level nào đó là 7300. Ok, đấy là bước đầu tiên các bạn đã tạo ra các grid này, các level này. Được. Tiếp theo các bạn về cái mesh mode này, các bạn thiết lập, các bạn vẽ tường, vẽ cửa, vẽ cầu thang, vẽ sàn, tất cả các thứ các bạn sẽ vẽ ở đây. Đầu tiên để vẽ được, mình sẽ vẽ tường trước. Tường này, các bạn cứ thích vào tường. Tùy theo cái bản vẽ của bạn, cái két này là tường gì, tường gỗ dày 220 hay là tường gạch, xin lỗi các bạn, tường gạch dày 220 hay tường gạch dày 110. Thì ở đây là basic world, mặc định thì nó sẽ là tường 200. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái loại tường khác, dày là tường gạch dày 220. Đấy, các bạn nhớ duplicate này, tường gạch 220. Edit 20. Material là vật liệu này. Các bạn click lên chọn vật liệu, mình chọn brick common. Đấy, gạch thường. Ok, lại thế bây giờ tường này, trong bản vẽ này của mình có tổng tường 110 nữa, tường 220 và tường 110. Rồi bây giờ mình tạo luôn tường 110 luôn. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành. Các bạn chọn gạch 220 này. Ở đây cũng có sẽ một vài cái công cụ để các bạn vẽ này. Line này, hình vuông này. Đấy, đa giác này. Đa giác biết tâm và biết đỉnh này. Đấy, đa giác biết tâm và biết cạnh này. Đấy, mình cần nội tiếp. Hình tròn. Đấy, các đường cong. Thick line.
mình chọn tương lai này. Cái việc mà các bạn tích vào đây này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Khi các bạn link vào một cái bản vẽ hay các bạn vẽ trong cái viết thì cái nét của nó khá là to, khá là thô. Khi các bạn tích vào đây thì nó sẽ nét nó nhỏ lại. Ok, mình chọn tích line này, chọn 220 này. Đấy. Vẽ từ level 1 này tới level 2 này. Thường mình sẽ cao từ level 1 tới level 2. Tích line. Đấy, các bạn chọn trim thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy, các bạn không phải vẽ tay nữa, các bạn cầm gióng như này cắt vào với nhau là được. Rồi. Cái vấn đề là bây giờ cái đường cong như này ấy, thì các bạn sẽ vào chọn bơ đúng không ạ? Các bạn có thể chọn cái đường cong như này, viết tâm và viết hai điểm, hoặc là viết ba điểm như này, thì các bạn có thể vẽ lên một đường cong như này. Như ở đây mình chọn thick line rất là đơn giản và rất là nhanh. Đây thực sự là một cái công cụ rất là thông minh và không phải ai cũng biết. Đấy, nên đây là các bạn mình khuyên các bạn nên tận dụng cái lệnh thick line này. Các bạn chỉ cần tích một phát là ok, đã có rồi đúng không? Rồi, bây giờ các bạn việc đơn giản tiếp theo thì là trim vào thôi. Đó, nó sẽ trùng khít với nhau luôn. Các bạn không nhiều gì và lo lắng nữa là gì. Sau khi các bạn đã vẽ được các cái tường này, tuy nhiên cái tường này nó bị lệch này, coi như nó. Tường của mình nó ra ở đây, nhưng mà tường này vẫn đây. Rồi, vậy bây giờ mình dùng một cái công cụ nữa, sẽ giới thiệu với các bạn công cụ này rất là hữu ích. Và nó, nếu như các bạn được nhận được thì cái việc thiết lập bản vẽ sẽ cực kỳ nhanh chóng. Online. Ok, rất nhanh gọn. Yeah. Đấy. Đây này. Ok chưa? Đấy, làm tương tự với tất cả những bức tường khác ở trong đây. Đấy, trong đây tất cả bức tường khác thì các bạn sẽ thu được cái này. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái các bức tường như này, các bức tường như này à, xung quanh rất tần tật các bức tường rồi. Các bạn đừng lo là cái việc mà cái tường này, cái cửa này thì sao, cái tường này nó che hết như thế này. Cái việc đầu tiên mình khuyên là các bạn cứ vẽ hết tường đi, đừng quan tâm yếu tố khác, miễn là các bạn cứ đặt đúng cái vị trí này là được, đúng tường đúng vị trí. Còn khi bạn đặt cửa vào ấy, thì thằng Git nó sẽ cho phép các bạn tự cắt tường, nó sẽ tự cắt tường ra và đặt cửa vào. Nên cái việc không giống như CAD là các bạn phải cắt đoạn này bỏ đi. Thì thằng Git khi các bạn đặt cửa vào đây cái thì cái tường này tự động, cái đoạn này nó tự động mất đi.
Đấy, nên các bạn không lo. Sau khi vẽ xong tường rồi, nhập các bạn ra 3D, các bạn xem thử. Đấy, đây. Đấy, đây là cái bức tường của mình đây. Những cái mà mình đã vừa vẽ cho các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra tường 110 này, tường 220 này. Rồi ok, xong rồi chứ. Ra mặt chưa đứng xem này. Đấy, cái tường của bạn sẽ cao từ level 1 đến level 2. Ok, xong chưa? Đấy, rất là đẹp. Rất là nhanh chóng. Match một xem. Sau khi các bạn vẽ được tường xong rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của các bạn phải đặt cửa. Đấy. Rồi là chia phòng, chia theo diện tích này. Ở đây trong đây những cái này này, những cái phòng office 101, office 102, office 103 này. Hay tất cả những phòng khác ấy. Đấy là trong két người ta đã vẽ rồi, đã làm ra. Còn khi mà các bạn ẩn nó đi, ẩn cái bản két nó đi thì cái thằng visit của các bạn nó không có cái phòng này đâu. Nên thế việc tiếp theo của bạn nữa là các bạn phải tạo ra các cái giới hạn phòng này. Đấy, để các bạn phân biệt phòng ở như thế nào như nào. Để khi mà các bạn cất cái bản chép đi thì các bạn vẫn biết được à đây là nó là cái gì. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt cửa đi. Đấy, các bạn vào door hoặc window cửa sổ door cửa này. Ở đây không phải cửa sổ, đây là door nữa. Door. Các bạn phải loát một cái door vào. Lựa chọn đo này. Đây là các cái loại đo các bạn tùy các bạn thích đo nào thì các bạn cho vào. Double glass này. Glass là cửa đôi hay cửa đôi này. Double cửa cửa hai kính ấy. Single là cửa đơn này. Ở đây các bạn nhìn thấy trong màn vẽ toàn bộ là cửa đơn luôn, vậy mình sẽ chọn một cái cửa đơn nào đó mình thích. Ok, mình thích cửa này, mình lót vào. Lại cửa đơn này các bạn đặt vào đây thấy chưa, nó sẽ tự động như này. Ok đấy, thì nó khi mà các bạn đặt vào ấy, thì cái đoạn tường ở đây nó sẽ bị mất đi đấy, và khi mà các bạn muốn đặt cửa thì chắc chắn các bạn phải có tường mới đặt được. Khi mà các bạn đặt cửa như này ấy, thì nó sẽ bị lệch như này, thì đây có một vài cái mũi tên đây, các bạn nhấp vào đây thì nó tự động nó quay ngược lại, còn các bạn nhấn đây thì tự động nó sẽ quay ngược lại như này. Đấy, rất là thông minh. Tương tự như thế thì các bạn sẽ đặt cửa với những cái khác. Đặt cửa lên này. Đây. Rồi, ok. Sau khi các bạn đặt hết các door rồi thì các bạn sẽ đặt những cửa sổ này. Và architecture các bạn lắp một cái cửa sổ vào. Nó chưa có cửa sổ vậy các bạn phải lắp vào. Các bạn chọn window, để kép window. Đấy, window ở đây tùy các bạn thích window nào thì window. Ở trong bản vẽ của mình thì mình thấy window. Đấy, chọn window của mình đây là cửa kính, cái cửa mà kéo ra kéo vào đấy. Mình chọn window này. Loạt này. Đó, window này. Đấy, thì các bạn hình các bạn thích chưa gì thì skyline này.
Ok, mình chọn tạm cửa này đi. Đợi mình. Cửa của mình nó một năm 20. Các bạn biết gì kết rồi đi. Tính 1 năm 20. Ok. Đấy. Các bạn chọn này. Chiều cao này. 1 năm 20. Như vậy. Chiều cao này. Đây nó sẽ rộng là 1 năm 20. Ok. Yeah. Đặt vào. Rồi, okay. Đây, tôi muốn nói với các bạn một chút nữa, đó là cái việc mà các bạn khi các bạn đặt cửa kính ở đây này, thì bạn thấy là cái nó có thể xê dịch đi, nó sẽ đẩy quay ngược lại hay quay như này, thì mình khuyên các bạn là nên đặt theo cái bản test đã có sẵn, để khi các bạn không đặt như thế thì cái cửa kính nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn 3D của bạn. Tương tự như các bạn đặt một loạt, tương tự như vậy thì các bạn sẽ đặt một loạt các cửa cửa kính. Sau khi các bạn đặt hết các cửa kính rồi, tuy nhiên đây nó có một cái cửa này thì mình để lại, tại vì đây là cửa đôi, cửa số như cửa đôi, vậy thì các bạn vào loạt lại cái cửa số này. Đấy, các bạn loạt cái menu này. Các bạn muốn thay đổi một cái nào đó thì các bạn loạt nó vào. Double này. Đấy, đây cũng thế, các bạn sẽ tạo link con đo rồi. Ok. Sau khi link xong thì các bạn chọn ra đây, vậy thì mình đã hoàn thành được hướng dẫn các bạn hoàn thành việc ở vẽ tường, vẽ tường các bạn ra 3D xem. Đó, đây tất cả những cái mô hình tường của các bạn đây. Mình đặt xong tất cả đấy, tiền cửa đấy. Ok, các bạn ra match 1. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo sàn cho cái bản vẽ này. Thì ở đây này, giờ architecture các bạn sẽ có tường, cửa, cửa sổ này. Đấy, các thiết bị này, cột trần này, cột kiến trúc, đây là cột chịu lực gì đó. Roof và ceiling floor. Thì ở đây mình muốn vẽ sàn, mình nhấn vào floor này. Khi bạn nhấp vào floor này thì nó sẽ cho các bạn các công cụ để vẽ như sau. Đấy, như đây thì mình sẽ chọn ra một cái hình vuông nữa, mình vẽ ở đây. Đấy, sử dụng thêm công cụ pick line. Là trim, cắt bớt phần thừa đi. Cái công cụ trim này y như con két đây. Rồi nó đã liền với nhau rồi nên mình không cho các bạn trim nữa.
Ok, các bạn nhấp tích vào dấu ok này, rồi và 3D các bạn thử xem. Rồi đây, đây là các bạn đã được một cái sàn bê tông, sàn bê tông như rồi. Tương tự như cách tạo được, cách sửa một bức tường ấy, thì các bạn cũng vào edit type này, duplicate đây và sàn gỗ. Ok, edit, chọn vật liệu đây. Bạn chọn group này. Ok. Rồi, vậy là các bạn vừa một cái dàn gỗ này. Rồi. Như vậy cơ bản là đến đến bài này. Đến đây là mình sẽ đã hướng dẫn các bạn cơ bản là hoàn thành những cái bản vẽ. Y như trong CAD như này, tức là khi các bạn đã có một cái bản vẽ CAD rồi thì các bạn vào Revit để mô phỏng nó lại. Cái này sẽ có tác dụng khi để các bạn không chỉ là tạo ra một cái bản mô hình 3D mà đối với một kỹ sư về HVAC ấy, thì cái việc mà mô phỏng một hệ thống đường ống khí, một hệ thống đường ống gió thế để các bạn bóc cái khí lượng hay là cái mục đích hướng dẫn lắp đặt chẳng hạn thì nó sẽ có tác dụng rất là lớn. Rồi, ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ một cái cầu thang này, cách chia phòng này, đấy, đánh dấu phòng chia room ạ, vẽ cầu thang theo hình chữ L này, vẽ hình thang chữ U này, rồi cách vẽ lên những cái tầng trên nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ luôn cái tầng trên luôn, thì các bạn ra 3D, hỏi có lưu không? Bỏ qua, các bạn sẽ chọn tất cả okay. Các bạn chọn copy này, paste tới level này, chọn cái level 2, paste ok. Rồi ok, vậy thì các bạn đã có hai tầng y hệt, có nghĩa là tầng dưới y hệt như tầng trên. Còn cái việc này thì các bạn có thể sẽ phải xem lại cái bản vẽ anh chưa đúng ấy, để các bạn xem là phải thay đổi như gì. Ví dụ như đây là cái cửa ra vào thì các bạn ở trên đây không có, chắc là chúng ta vào đây được rồi thì các bạn có thể xóa nó đi và thay vào đó một cái window hay là một số cái tính năng khác thì đấy. Như là đây là cách để mà nhân cái phòng, khi các bạn đã có tầng 1 mà cái tầng 2 giống y hệt như vậy hoặc đa số là giống như vậy thì các bạn nhân đây tiếp được kết thôi. Và những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ gầm cột nữa và về kết cấu và cái việc chia phòng nữa. Ok, xin chào các bạn.